Quý vị và các bạn đang nghe sách nói Hoàng đế Nội Kinh, tài liệu y học cổ truyền Trung Quốc. Phần 1 Tố vấn. Chương 47 Kỳ bình luận thiên. Kinh văn. Hoàng đế hỏi: Có người có thai được 9 tháng bỗng dưng câm là bệnh gì? Kỳ bá thưa rằng: Đó là do mạch của bào lạc bị nghẽn. Vì sao? Bào lạc buộc vào với mạch của thủ thiếu âm suốt qua thận, chằn lên cuốn lưỡi, vì thế nên không nói được. Điều trị thế nào? Không cần điều trị, qua 10 tháng, thai sinh rồi sẽ lại nói được. Thích Pháp nói, đừng làm tổn cho bất túc, đừng giúp ích cho hữu dư. Để khi thành bệnh đã, rồi sau sẽ trị. Đừng làm tổn bất túc là vì bệnh nhân đã gầy còm, không còn dùng châm, thạch vào đâu được nữa. Đừng giúp ích cho hữu dư là vì trong bụng có hình mà lại làm cho tiết ra, tức thời tinh cũng tiết ra theo, khiến cho bệnh ta được một mình chiếm cứ ở trong, do đó sẽ lại gây thêm bệnh. Hoàng đế hỏi: Có người mắc bệnh dưới hiếp mãn, khí nghịch tới 2-3 năm vẫn không khỏi, đó là bệnh gì? Kỳ bá thưa rằng: Bệnh đó gọi là tức tích. Nó không trở ngại việc ăn, nhưng không thể cứu thích. Phải dùng phép đạo dẫn rồi mới uống thuốc, chỉ một mình thuốc không chữa được. Hoàng đế hỏi: Có người mắc chứng thân thể, vế, đùi, bọng chân đều thủng, xung quanh rốn đau, đó là bệnh gì? Kỳ bá thưa rằng: Bệnh đó gọi là phục lương, tức là gốc của phong khí nó tràn ra ngoài đại trường mà bám lên hoang. Gốc của hoang lại ở phía dưới rốn, vì thế nên đau ở xung quanh rốn, đừng động đến nó. Nếu động đến nó sẽ gây nên thủy bệnh và niệu sắc, tiểu tiện bí, rít, không ra được. Hoàng đế hỏi: Có người xích mạch sắc quá, cân cấp mà lại hiệp cả lên sắc mặt, đó là bệnh gì? Kỳ bá thưa rằng: Đó gọi là chẩn cân, tức gân mắc bệnh. Bệnh nhân phúc bộ tất co rút, mặt hiện ra sắc trắng hoặc đen, như vậy là bệnh nặng. Có người mắc chứng nhức đầu, vài năm mới khỏi. Vì đâu sinh ra như vậy, và gọi là bệnh gì? Người đó tất từng phạm phải đại hàn, bên trong sâu tới xương tủy, tủy lấy não làm gốc. Vì não bị nghịch, nên thành chứng đầu thống và đau tới cả răng. Tên bệnh là quyết nghịch. Có người mắc bệnh, trong miệng cứ có vị ngọt luôn. Tên là bệnh gì? Vì sao mắc phải? Đó là do thổ khí tràn lên. Tên là tỳ đản. Phàm ngũ vị ăn vào miệng, chứa ở vị. Tỳ vì vị dẫn hành tinh khí. Bao tân dịch đều ở tỳ, nên thành chứng khẩu cam, ngọt ở miệng. Bệnh đó do ăn nhiều các thứ phì mỹ, béo, ngon mà sinh ra. Phàm chất béo khiến người sinh chứng nội nhiệt, vị ngọt khiến người sinh chứng trung mãn. Đến khi khí đó tràn lên, sẽ chuyển thành chứng tiêu khát vì nội nhiệt. Nên dùng cỏ lan để điều trị, vì nó bài trừ được khí trần uất lâu ở trong. Có người mắc chứng trong miệng đắng, có vị đắng trích ở dương lan toàn. Tên là bệnh gì? Và vì sao mắc bệnh ấy? Bệnh đó tên là đẫm đản. Can là một cơ quan có cái nhiệm vụ như một tướng quân, nhưng phải thủ quyết ở đẫm, yết, hầu, cuống họng, lại là ngoại sứ của can mà cùng liên lạc với đẫm. Bệnh nhân tất thường có việc mưu lự không quyết, khiến đẫm hư, khí tràn lên, thành chứng khẩu thổ. Nên thích ở đẫm mặc du. Về phương pháp điều trị, đã có ở Thiên Âm Dương Thập Nhị Quan Tương Sử. Án, thiên này ở Tố Vấn và Linh Khu đều không thấy có. Có lẽ do một bộ cổ kinh nào khác mà giờ không còn. Hoàng đế hỏi: Có người mắc bệnh lâu ngày đi tiểu tới vài mươi lần. Như thế là thuộc về bất túc. Mình nóng như than, cổ với ức như bị ngăn cách, mạch ở nhân nghinh táo thịnh, thở xuyển, khí nghịch. Như thế là thuộc về hữu dư. Chẳng đến mạch ở thái âm thời lại vi tế như sợi tóc. Như thế lại là bất túc. Vậy bệnh đó ở đâu? Và tên gọi là gì? Kỳ bá thưa rằng: Bệnh tại thái âm mà thịnh ở việt, kim cả ở phế, tên là quyết, chết không chữa được.
đó tức là thuộc về chứng ngũ hữu dư, nhị bất túc. Ngũ hữu dư, nhị bất túc là gì? 5 bệnh khí thuộc hữu dư và 2 bệnh khí thuộc bất túc. Giờ bên ngoài đã có 5 hữu dư, bên trong lại có 2 bất túc, biểu lý âm dương đều đã đoạn tuyệt, còn sống sao được? Hoàng đế hỏi, người mới lọt lòng đã mắc tật điên, vậy tên bệnh là gì và vì sao mà mắc? Kỳ bá thưa rằng, đó gọi là thai bệnh. Nguyên nhân do từ khi còn nằm trong bụng mẹ, người mẹ bị điều gì quá sợ hãi, khí ngược lên mà không giáng xuống được. Tinh với khí dùng ở làm một, nên đứa con mới phát chứng điên như vậy. Hoàng đế hỏi, có người mặc ủ ra như bị thủy thủng, thiết vào mạch thời đại và khẩn, khắp mình không đau đớn. Mình không gầy đi, nhưng không ăn được, và chỉ ăn rất ít, đó là bệnh gì? Kỳ bá thưa rằng, bệnh đó phát sinh tại thận, gọi là thận phong. Người mắc thận phong không ăn được, hay kinh, sợ, sau khi khỏi kinh, nếu tâm khí rã rời thời sẽ chết. Chú giải, trên đây nói về chứng phế tích, phế chủ khí mà coi về việc hô hấp. Về chứng tích của phế có tên là tức bùn. Đây gọi là tích, tức là có ý dần già, chứa chất mà sinh ra. Vì vậy nên mới 2-3 năm vẫn không khỏi. Về chứng tích của can và phế đều chủ về hiếp hạ mãn. Nhưng tích ở can thời ngại ăn, còn tích ở phế thời không ngại ăn. Đây nói về bệnh thái âm và vị, phế. Dương Minh là một kinh táo nhiệt, theo về khí trung kiến thấp hóa của thái âm. Giờ thái âm bất túc thời vị khí nhiệt mà mạch nhân nghinh sẽ thành táo thịnh. Vị khí nghịch lên sẽ liên quan đến phế, nên mới thành chứng xuyển tức và khí nghịch. Vị khí đã cường thịnh không thể phân tán được tinh khí ra ngoài, do đó thái âm lại thành ra bất túc. Thái âm bất túc thời ngũ tạng lục phủ không còn thụ khí vào đâu nên mới thành quyết nghịch tự chứng. Đây nói hữu dư bất túc đều đủ gây nên bệnh. Ngũ dư là 1. Mình nóng như than. 2. Cổ và ức nghẹn cách. 3. Nhân nghinh táo thịnh. 4. Xuyển tức. 5. Khí nghịch. Nhị bất túc là 1. Bệnh lâu ngày đi tiểu vài mươi lần. 2. Thái âm mạch vi tế như tóc. Dương Minh Chủ ở biểu, bên ngoài bị ngũ hữu dư không thể hành khí ra tam dương ở biểu, thái âm chủ lý, bên trong bị nhị bất túc không thể hành khí tới tam âm ở lý. Vậy người đó biểu lý, âm dương đều đã đoạn tuyệt, còn sống sao được? Án, trẻ con điên dảng, phần nhiều do khi còn ở trong bụng mẹ, người mẹ bị sợ hãi mà gây nên. Nhưng chứng điên là do khí nghịch. Vậy người mẹ lúc bị sợ hãi mà khí nghịch, tức là đứa con trong thai cũng theo đó mà khí nghịch. Lý này rất đúng, người thai phụ cũng nên cẩn thận. Về chứng phong thủy, các khớp xương đều đau. Đây bệnh tại thận, không do ngoại tà, nên mình không đau. Thủy khí dẫn ngược nên mình không gầy, phong mọc, thủy tà cùng lấn thổ khí nên không ăn được. Triều Hoàng nói, thiên có lục dâm, người cũng có lục khí. Nhưng những bệnh kỳ hàn, phần nhiều không phát sinh bởi ngoại tà. Thủy là một vật thắng của hỏa, không ăn được là do thủy tà tiến thẳng lên trung tiêu. Hay sợ là do thủy khí bách ngược lên tâm, tâm vốn không bao giờ bị tà. Sau khi kinh khỏi mà tâm khí suy, tức là tâm bị thương rồi, nên mới là chứng chết.